Rồi, bệnh thứ hai là bệnh học của tuyến giáp. Thì mình cũng nhắc lại cái mục tiêu là có trong giáo trình các em ha. Mình nhắc lại về giải phẫu của tuyến giáp, giải phẫu và mô học của tuyến giáp. Giáp này phần cổ và nó khá là nhỏ. Thì ở người trưởng thành nó 35 gram thôi. Và nó được cấu tạo bởi các cái nang giáp đường kính khoảng 200. Thì trong giáp này này cao giáp ha, cao giáp rồi các cái tế bào đây là tế bào nang giáp. Cái nang này có thể thấy các cái tế bào đây là tế bào C nha. Giáp này có thể có hình dẹt, hình vuông hoặc hình trụ thấp tùy theo cái trong này. Nó nhiều nó cái trên ép thì các cái tế bào nang giáp có thể bị dẹt lại hoặc là nó thấp. Các cái tế bào nang giáp này nó sản xuất tiroglobulin T3 và T4 và cái này thì được sự kiểm soát của TSH và TRH của tuyến yên và vùng dưới đồi. Thì các cái tế bào này này, tế bào thần kinh nội tiết là tế bào C ha. Thì tế bào C này nó sản xuất cái calcitonin để nó điều hòa canxi ở trong máu. Tuyến giáp đó thì có các cái bốn nhóm mình, thứ hai là phần giáp, thứ ba là viêm và tuyến giáp và thứ tư là bướu. Bẩm sinh đó trong giáo trình có các em. Bây giờ thì không có, nhưng mà để thầy chia sẻ thêm với các em, bởi vì sau này là đi lâm sàng mình có thể gặp. Bởi vì tắc bẩm sinh thì có cái lỏng giáp lưỡi, bọc giáp lưỡi, mô giáp lạc chỗ và mô tạo tuyến giáp. Thì đây là ống giáp lưỡi này, đáy lưỡi cho tới tuyến giáp. Ở những người bình thường thì hôm nay nó, nhưng mà khi tồn tại những người mà nó còn tồn tại thì cả năng dị tật bẩm sinh bình thường thì không phát hiện được, nhưng mà khi mà nó có thể viêm hoặc nó ứ dịch ở đây thì ta đi thường ở nữ giới dễ gặp nhiều hơn ha. Khi nó ở vị trí mà ngay ở đáy lưỡi này và cái khó nuốt hoặc là cái thở rít. Thứ hai là bọc giáp lưỡi. Bọc giáp lưỡi thì ở đây bọc giáp lưỡi hay nó có thể chứa về vi thể thì nó được lọt bởi một cái lớp tế bào hạ tầng. Trong cái phần mô đệm này này nó có, mình có thể thấy các cái nang giáp, nang giáp. Quan trọng ở trong cái bọc giáp lưỡi này này có thể có kèm theo cả xenon tuyến giáp, tuyến giáp dạng nhũ. Cho nên ở những bệnh nhân mà có bọc giáp lưỡi có thêm cái ung thư tuyến giáp. Đặc chỗ thay rồi sau đó cũng quá trình phát triển của phôi thai thì nó di chuyển xuống thì phía trước cái sụn giáp. Đây là vị trí bình thường ha. Giáp nó có thể vui tới đây nên nó dừng lại hoặc là có sự ức này này thì những vị trí mình gọi là mô giáp lạc chỗ. Cái quan trọng của trong cái bệnh mô giáp lạc chỗ đó, trong cái di tích bẩm sinh mô giáp lạc chỗ là khoảng 70% các trường có tuyến giáp ở vị trí bình thường. Cho nên là mình lưu ý ha. Về thiểu sản và vô tạo tuyến giáp thì thiểu sản là tuyến nhỏ, nó ít. Tạo là nó không có tuyến giáp luôn. Thì xuất đồ trên 4.000 trẻ sơ sinh.
thì khi mà do mầm tuyến giáp không không phát triển đó, nó có thể gây thiếu hụt hoàn toàn hormone. Thì nếu như mà mình kiểm soát tốt, biết được thì khi trẻ sinh ra có thể bù cái hormone tuyến giáp thì trẻ nó cũng có thể phát triển bình thường nha. Là phân giáp này có thể là cái này ở ở đâu đó rồi, phải không? Dạ. À, thì mình hay gọi là bướu đó, bướu cổ ha. Do sự phi đại của tuyến giáp hay do sự tăng sinh về số lượng và kích thước của tuyến giáp cùng với các hệ tế bào năng giáp. Tuy nhiên về chức năng của tuyến giáp đó thì nó không định hình, nó có thể là bình thường hoặc là tăng hoặc là giảm chức năng. Có hai loại đó là phình giáp dịch vùng và phình giáp lẻ tẻ. Thì vì phình là ở một cái vùng đó có rất là nhiều người có mắc phình giáp thì mình gọi là phình giáp dịch vùng. Những người là khi mà có khoảng hơn 10% dân số ở cái vùng đó nha, thì thường xảy ra ở các cái vùng như là vùng núi hoặc các cái vùng mà nó nằm sâu ở trong đất liền đó. Thì những vùng đó là nó có hàm lượng iốt trong đất và trong nước thấp, cho nên là trong thức ăn của họ nó cũng cũng thiếu hụt. Và như vậy là do sự thiếu hụt của iốt nó làm cho thiếu, và khi thiếu T3 T4 đó thì nó báo lên trên trung ương là thiếu. Thì như vậy là tuyến nó tăng tiết tẹt thác, nó kích thích tuyến giáp này tăng sinh thai rồi nó tăng sinh quả mức, nó tạo ra cực. Thì phình giáp thứ hai là phình giáp lẻ tẻ, là nguyên nhân có thể chưa rõ có thể do thứ nhất là sử dụng các cái loại thực phẩm có chứa chất kháng giáp, ví dụ như là ở cải bắp, củ cải, bột sắn, măng tre, hạt kê. Này thì thế này này, những cái thực phẩm này đó nó có chứa chất kháng giáp. Tuy nhiên không phải mình ăn một lần mà bị, mà nếu như mà mình dùng lâu dài, dùng kéo dài, dùng số lượng nhiều thì nó có thể bị ha. Cái thứ hai là tăng nhu cầu hormone tuyến giáp trong giai đoạn là ví dụ như bé gái ở tuổi dậy thì hoặc là phụ nữ mang thai thì nhu cầu hormone tuyến giáp nó tăng lên. Thứ ba là tăng tính đáp ứng đối với TSH của một cái số tế bào năng giáp. Thứ ba là bệnh Basedow. Bệnh Basedow thì có thể gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng mà cái nhóm tuổi gặp cao nhất là từ 20 đến 40 tuổi và nữ gặp nhiều hơn nam. Nguyên nhân thì chưa rõ, có một số yếu tố nguy cơ như sau: bệnh nhân có thai hoặc là sau sinh. Này, người ăn quá nhiều iốt hoặc là nhiều vi khuẩn, virus hoặc là bị stress. Thì đây là hình ảnh mà các em có thể gặp ra ha. Thì những người mà bị bệnh Basedow đó thì mình thấy mặt lồi do nó có hiện tượng phù nề, rồi nó thẩm nhập cái lympho bào, rồi nó lắng đọng cái chất mucopolysaccharide ở trong hốc mắt, rồi cả cái cơ ngoài nhãn cầu và trong mô đệm á nó bị sời hóa. Mà cái hốc mắt của mình đó thì nó bằng xương phải không, thì thể tích nó đã có sẵn như vậy rồi bây giờ là nó có phù nề này, nó có lắng đọng các chất này, rồi nó sời hóa này, cho nên nó đấy nó làm cho mắt lồi ra phía trước. Thì cái sinh mệnh học thì các em có thể tự tìm hiểu trong năm. Về mặt bài thế thì có thể thấy hết tuyến giáp nó to đều ra hai bên. Về vị thế thì có thể thấy các cái năng giáp nó giảm như này, mà trong này nó chứa chất keo giáp. Rồi các tế bào năng giáp thì có không bao hoặc là không bao chế tiết. Về phình giáp độc thì nguyên nhân là do nó tăng sản xuất T3, T4 gặp trong cái cường giáp nguyên phát hoặc là cường giáp thứ phát. Cường giáp nhân cảm nguyên phát là nó xảy ra tại cái tuyến giáp, chẳng như là u ở tuyến giáp, ung thư tuyến giáp, viêm tuyến giáp. Thường nhóm thứ hai là cường giáp thứ phát thì có thể gặp trong cái u quại ở buồng trứng, bệnh thái trứng.
Thì ở u quái buồng trứng đó, u quái buồng trứng mà là u quái giáp, là ở buồng trứng nó có một cái loại u mà khi mình mổ ra thì cái mô của nó là mô tuyến giáp nha. À. Trong thai trứng thì do có tăng HCG, mà HCG là mà nó có yếu tố nội tại giống với TSH ha, cho nên là có thể nhầm. Về phiên giáp đọc biến chứng của nó có thể gây ra cơn bão giáp, gây loạn nhịp tim và đột tử. Thì nguyên nhân do tăng catecholamine thứ phát trong phẫu thuật hoặc là nhiễm trùng. Năm là suy giáp. Suy giáp là khả năng chuyển hóa của tuyến giáp nó giảm. Nguyên nhân thường là do viêm giáp, do phóng xạ hoặc là các cái tác nhân hóa học. Trong suy giáp thì những người trẻ em mà suy giáp đó thì có thể là cho nên nó bị bệnh đần ha. Nó chậm phát triển về tâm thần, về vận động, rồi bất thường xương ở vùng đầu mặt này, mặt thô, lưỡi nhô ra. Thì suy giáp thì có phù nhầy thường xảy ra ở trẻ em và người lớn. Các cái triệu chứng của suy giáp thì các em có thể đọc ở trong tài liệu ha. Về viêm tuyến giáp là do thường do vi khuẩn sinh mủ, do virus, ký sinh trùng hoặc là nấm, và thường gặp thì trên những cái cơ địa suy giảm miễn dịch, do vi khuẩn nó đến tuyến giáp là theo đường máu hoặc là đường bạch huyết, hoặc là bệnh nhân có viêm nhiễm ở cái vùng hầu họng này hoặc là ở trung thất ha. Đây, hiểu không? Thì về đại thể đó là có thể thấy tuyến giáp nó phù nề đó này, có thể xuất tiết dịch và các cái ổ áp xe nhỏ. Về vì thế thì thấy là rất là nhiều bạch cầu hạt trung tính ở trong trong năng tuyến giáp. Thứ hai là viêm giáp bán cấp, là thường là do nhiễm virus hoặc là thứ phát sau các cái bệnh như là bệnh quai bị, sởi, cúm nha. Về triệu chứng thường gặp là bệnh nhân có thể mệt mỏi, bứt rứt, khó chịu hoặc là sốt nhẹ. Đôi khi tuyến giáp nó cũng bị sưng và biểu hiện cái cường giáp. Về viêm tuyến giáp mãn tính đó thường biểu hiện gì ba dạng, đó là phình giáp lan tỏa, thiểu năng tuyến giáp, cường giáp. Ba là viêm giáp mãn tính, viêm giáp mãn tính ha. Ở đây đó các em có thể đọc vào các cái tài liệu, có thể một số tài liệu người ta ghi là viêm giáp mãn tính hoặc là bán cấp nhé, đều đúng ha. Thì bệnh thứ nhất là viêm giáp được phát hiện ở Pháp ha, thường xảy ra ở phụ nữ trung niên, triệu chứng của nó cũng khá là đặc biệt ha. Bệnh nhân sốt và đau đột ngột ở một bên cổ. Thì về đại thể là nó có dạng cục chắc, nó không hoặc là nó ít chín một cái cần, như vậy là cái dạng cục đó nó di chuyển ha, nó di động, tính di động nó tốt. Tuyến giáp nó có thể to gấp 2 lần bình thường và nó không đối xứng, gọi là hai bên ở bên thùy phải với thùy trái nó không đối xứng. Về tổn thương vi thể của nó thì nó tương tự như là một nang lao vậy đó, giống nang lao. Tuy nhiên nó khác nang lao ở chỗ là nó không có chất hoại tử bắt đầu ha. Viêm giáp thứ hai là viêm giáp Hashimoto. Nghe cái tên không, mình biết là ở Nhật phải không? Phát hiện ở Nhật. Thì viêm giáp Hashimoto nữ cũng cũng gặp nhiều hơn nam, độ tuổi trung bình khoảng 45 đến 65 tuổi. Và cái viêm giáp Hashimoto nó có liên quan đến cơ chế tự miễn. Về đại thể thì tuyến giáp nó có thể tập to gấp 2 đến 3 lần bình thường và nó dài như cao su. Về vi thể đó thì nó thẩm nhập rất là nhiều mô lympho ở đây, tế bào lympho ha, rồi nó có thể có hóa sờ nha, rồi ở trong quy long tủy tuyến này này là gặp cái tế bào hớt thô. Thì tế bào hớt thô này là bao tử nó ứ axit có hạt. Cái đặc điểm của cái viêm tuyến giáp Hashimoto đó là có thể đi kèm với ung thư tuyến giáp, đặc biệt là các sinh ống tuyến giáp chẳng nhú. Thế nhiên cho nên khi mà bệnh nhân phát hiện là viêm giáp Hashimoto thì mình phải tầm soát thêm xem tự là họ có ung thư tuyến giáp hay không. Thứ ba là viêm giáp Gideon, được mô tả từ năm 1896. Và thì đấy là bệnh hiếm gặp, chủ yếu xảy ra ở phụ nữ 30 đến 60 tuổi.
tuyền tuyền dập to ít nhưng khó thở do nó hòa sợi này ha, nó cứng nó xí trên cổ này, trên cổ cho nên bệnh nhân khó thở. Khi nhận như thế thì thế này nó tăng sinh tế bào sợi dày lên ở mô đệm, nó thâm nhập nhiều lympho bào và tương bào. Về u của tuyến giáp thì u tuyến giáp là có u lành hoặc là u ác tính hay là ung thư. Cái u lành tính thì các em mà xem ở trong tài liệu ha, hoặc là nó cũng cũng đơn giản. Tại vì mình chia sẻ cái phần ung thư tuyến giáp. Cái ung thư tuyến giáp nó chiếm khoảng 1,5% trong tổng số các loại ung thư. Và tỷ lệ mắc ung thư tuyến giáp thì nữ cũng gặp nhiều hơn nam. Tác nhân thì có hai tác nhân chính, đó là tia phóng xạ và tác động lâu dài của TH. Và các em lưu ý cho là ung thư tuyến giáp thì chủ yếu là u nguyên phát, có nghĩa là u ở tại tuyến giáp nghe, ung thư tại tuyến giáp. U thử phát thì chiếm không quá 1% và thường do di căn từ này, từ ung thư da, ung thư vú, ung thư thận hoặc là ung thư phổi. Trong ung thư tuyến giáp nguyên phát đấy thì hơn 99% là carcinoma, ngoài ra là xuất nguồn từ tế bào năng giáp, xuất nguồn của nó là từ tế bào năng giáp hoặc là tế bào C lúc đầu là mình có giới thiệu rồi đấy. Ngoài ra các cái loại khác như là lymphom, sarcom thì chiếm không quá 1%. Thì đây theo theo tài liệu của WHO thì carcinoma xuất nguồn từ tế bào năng giáp thì có 5 loại như vậy. Nhưng mà các em lưu ý cho hai loại trên này là thường gặp này, dạng nhũ và dạng nang. Rồi carcinoma xuất nguồn từ tế bào C thì gọi là carcinoma dạng tủy hay là carcinoma loại đa bào nha. Ngoài ra các cái loại khác như là lymphoma, sarcoma thì chiếm chưa tới 1%. Về ung thư tuyến giáp, nếu như xếp 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 nhóm theo cái độ biệt hóa thì có này, có hai loại, đó là biệt hóa rõ và biệt hóa kém nha. Biệt hóa rõ là dạng nhú và dạng nang. Biệt hóa kém như các loại là carcinoma dạng đa bào, dạng không biệt hóa hoặc là carcinoma dạng thường bì. Nhưng mà nếu như các em nhớ nhớ cả năm loại này nó khó thì mình nhớ này, carcinoma theo độ biệt hóa là có rõ và kém. Biệt hóa rõ là dạng nhú dạng nang, còn lại không phải dạng nhú dạng nang thì nó là biệt hóa kém, phải không? Về ung thư tuyến giáp, thứ nhất là carcinoma tuyến giáp dạng nhú, nó chiếm khoảng 60 đến 80% ung thư tuyến giáp. Có thể xảy ra ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng mà độ tuổi thường gặp là từ 20 đến 40 tuổi. Nam nữ thì nữ gấp 2 đến 3 lần so với nam. Các yếu tố tăng nguy cơ mắc bệnh như là tia phóng ảnh hưởng của tia phóng xạ, rồi chế độ ăn thì quá dư iốt, rồi viêm giáp Hashimoto. Về sinh học phân tử thì khoảng 20 đến 30% là có sự hoạt hóa tiền oncogenesis nằm trên nhiễm sắc thể số 10. Về đại thể thì nó tổn thương cái dạng cục thôi ha, các cục và trên tuyến giáp. Kích thước có thể lớn nhưng mà thường gặp là dưới 1 cm nha. Và khoảng 90% là nó có vỏ bao ha. Khi cắt ta thì nhìn cắt nó có thể đang chắc hoặc nó có thể phá hóa tạo có nang và nó tạo nhũ. Nhũ đại thể là khi mình cắt thì mình thấy trên đại thể luôn ha. Vì thế thì ha, đây nó có nhiều nhũ này, nhiều nhũ có trục liên kết mạch máu và nó phủ bởi một lớp thường mô vuông đơn hay tù cao, có thể thấy cầu canxi. Để về đặc điểm về nhân này, thì nhân tròn hay bầu dục, là nhân nó sáng, có thể xếp chồng chất lên nhau nha. Ngoài ra có thể có các cái thể vùi để an toàn. Đây nhũ ha, các sinh tiện dạng nhũ, thể này gọi là thể thể cát hay sammoma. Hình ảnh này thể vùi ha. Thứ hai là carcinoma tuyến giáp dạng nang,
thì nó chiếm khoảng 15 đến 20% trong ung thư tuyến giáp, và tế bào trung bình là khoảng tuổi trung bình là khoảng 50 tuổi, nữ gặp nhiều hơn. Các yếu tố nguy cơ như là ảnh hưởng của tia phóng xạ, thiếu iốt, ăn dư iốt thì ung thư tuyến giáp dạng nhũ, ăn thiếu thì ung thư tuyến giáp dạng nang. Cho nên mình ăn thì ăn iốt thì ăn vừa vừa thôi nhé. Về đột biến thì có đột biến gen SRAS. Đây hình ảnh vi thể. Thì hình ảnh vi thể nếu như mình thấy nhìn một cái đám tế bào như thế này này, rất là khó chẩn đoán. Bởi vì cái tế bào nhìn nó hiền hòa, nó dễ thương, giống như là tế bào của cái nang giáp bình thường vậy đó. Chỉ có điều là mình thấy là nó dày hơn hay nó nhiều tế bào hơn. Nhưng mà trong cái u lành tính ở tuyến giáp nó cũng như vậy. Nên mình chẩn đoán nó ung thư là dựa vào đâu? Đây, hình ảnh này, các cái tế bào nó xâm nhập cái vỏ bao, hình ảnh của ác tính, các cái tế bào ác tính nó xâm nhập vào mạch máu, đây là hình ảnh của ác tính, ha. Này, carcinoma tuyến giáp dạng nang là nó di căn theo đường máu, ha, ít khi di căn theo đường bạch huyết, nha. Carcinoma tuyến giáp dạng nang thì thường di căn đường bạch huyết. Carcinoma tuyến giáp, carcinoma tuyến giáp dạng nhũ thì thường di căn qua đường bạch huyết. Carcinoma tuyến giáp dạng nang thì thường di căn theo đường máu. Rồi di căn thì nó có thể đến phổi hoặc là xương. Cho nên trong cái carcinoma tuyến giáp dạng nang đấy, thì có một số bệnh nhân họ phát hiện tình cơ, chẳng như họ nghe đau xương, họ thể cảm thấy đau nhức ở xương này, tới làm X quang hoặc chụp CT thì thấy là có cái hủy xương, cái tiêu hủy xương, khi mổ nào cái đó ra thì đi làm giải phẫu bệnh thì ra là ung thư tuyến giáp di căn xương. Tỷ lệ thống thêm mà bệnh nhân làm 10 năm là khoảng 25 đến 45%. Này, cái thứ ba là carcinoma kém biệt hóa thì nó chiếm tỷ lệ thấp, khoảng 4%, tuổi trung bình khoảng 55 tuổi, và nữ gặp nhiều hơn nam. U thì này chắc đặc, thường không có vỏ bao, có thể có các cái ổ hoại tử. Carcinoma kém biệt hóa thì thường di căn hẹp và di căn xa theo đường máu và đến gan và xương, và tiên lượng xấu, tỷ lệ tử vong cao. Carcinoma kém biệt hóa này, tế bào nó có kích thước nhỏ này, nó dày đặc, trong cái đường lai mạng đó, cái nó dày đặc vậy ha. Này, các cái tế bào này nó không giống với tế bào nang giáp. Thứ tư là không biệt hóa, không biệt hóa luôn, là mình nhìn vào là hết biết, là không biết cái gì hết trơn luôn ha. Tỷ lệ nó thấp hơn nữa, chiếm khoảng 2-5% ung thư tuyến giáp, và cái tuổi trung bình nó cao hơn. Thì trong khi carcinoma không biệt hóa này u nó phát triển rất là nhanh, nó chiếm toàn bộ tuyến giáp, nó xâm lấn, nó gây khó thở và khó nuốt. Này, đại thể ha, đặc cứng, nó không có vỏ bao, có thể có nhiều ổ hoại tử và xuất huyết. Và loại này thì nó di căn theo cả hai đường luôn, đường bạch huyết và đường máu. Nên vì thế này, tế bào nó rất là dị dạng phân bào, nó có thể giống như là sắc cốm, như cái đường sắc cốm. Diễn tiến của carcinoma tuyến giáp không biệt hóa là nó lan rộng, xâm nhiễm rất là nhanh, độ ác tính của nó cao, di căn xa, tiên lượng thì cực kỳ xấu, thường là bệnh nhân tử vong trong vòng 6 tháng kể từ khi để phát hiện. Và di căn đến tuyến giáp thì chủ yếu là tế bào gai, và di căn đến từ da, ở vú, ung thư thận hoặc là phổi. Và ung thư da di căn đến tuyến giáp là nhiều nhất.